Đây là phi đầu vàng, ngoài Bắc ở đây trồng chắc gì để được. Trời ơi, em trồng em bán suốt mà không được, trồng lắm. Nghe nó dễ lắm, cái phi điệp nó rất là dễ trồng. Chứ trong này làm gì có đúng không? Dạ. Còn cái này là Vanda à? Cái đó là hỏa hoàng. À đây là hỏa hoàng cam. Hoàng cam. Hoàng cam thì bao tiền một cái? Tiền theo bụi, cái bụi em trồng đó thì 30. 30 rồi. Dạ. Ừ, trồng một tí hỏa hoàng cam được anh nhỉ? Dạ. Hoa hoa đỏ đỏ vàng vàng nữa. Hoa hoàng cam đẹp chứ anh? Ừ. Để xong có cái nào hay hay mình mua. Mấy bay hoa màu cam mà. Cái này cái nào, cái này có sống được không? Nhiều mà anh coi đi. Đâu ý là có sống được không? Sống chứ. Quẹ trồng lại chết toi. Đây nè, lấy cái đây nè. Đấy, ca chuột. Lấy mấy cái củ bụi nó dễ trồng. Bụi bụi, chắc cái này dạ. Dễ trồng thôi. Còn gì nữa? Lấy phi điệp vàng đi anh. Mời bắt đi. Hồng thả mùi tua nè, hồng thả thái bình nè. Mùi tua, à đây hoa mùi tua đây. Nhưng mà hình như khó trồng. Lần trước con tua làm bịch về trồng nó chết hết đây. À đây là mùi tua. Dạ. Đã trồng nó chết hết đây. Kia là đen rô à? Dạ, đen rô nèo đấy, anh cá chưa? Không, rồi, chưa. Rồi đây. Rồi nèo. Đây. Mấy chục ngàn hả? Hoa hoàng cam này. Cái này mấy chục ngàn. Bây giờ tha đỡ đi, thử biết đỡ không đỡ đi. Chiều ta về ta ghé ta mua mình cho. Mà ta kêu cái này đi cho lớp mỏng thôi. Tránh nào, tránh nào. Sao? Cái đây là phi đèo vùng nào? Cái đó là chim moray. Chim moray. Cái này là trồng chứ không? Nó trồng tím chứ ta? Trồng hôm trước mua 3 cái nhánh nhỏ nhỏ về trồng hình như nó nên yếu lắm. Mình chả biết trồng. Còn cái này của đâu? Ở đây không có ra đi à? Hả? Cái nào ra đi? Cái nào đại nữa. Không, hôm qua em bán hình như 2 mầm. Mình để hôm nay em đánh dấu nè. Đánh dấu chỗ nào? Đây nè, 2 cây thà khác nhau nè. 2 cây giống nhau, nó khác hẳn cái đếm trong đây nè. Cái này thì bao nhiêu? Cái đó thì 150. Cái này cũng trồng chứ có phải là của bóc rừng đâu. Nhưng mà cũng vậy mới biết là mặt hoa chỗ này chỗ kia chứ còn cái bóc rừng thì người ta có hàng Lào hàng đồ sao anh biết được. Còn đây là em trồng ở đúng vùng miền. Hoa chắc không đẹp. Đầu ương gia lưu hoa đẹp lắm á. Hoa không đẹp em mới bán, hoa đẹp em mới xin. Em kinh doanh thì em phải bán mới đẹp. Em cứ trồng lên là em bán. Kinh doanh đây còn đang... trồng nữa không phải bóc hàng bóc rừng đâu. Chứ còn cái kia là cái gì cái? Cái này là hạt quỷ. Hạt quỷ đó chưa? Thằng cháu ở dưới nó cho một bịch. Đó. Không có kiến à? Dạ này không có kiến rừng à? Rồi đấy, một cái lại này. Mùi tua. Lấy một ấy đi tìm đi. Thì được vàng á. Thì bán rẻ để tí. Cái này nó đẹp mà anh không lấy uống. Cái này cái bụi thịt to vậy. Cái này 20.000. 20.000 cái này là rẻ. Cái này bé quá. Ừ được. Cái này. Đấy. Hai cái này là 20.000. Hai cái này là đưa 50. Đấy, ba cái 50 được chưa? Ừ, chắc là được. Trồng thì chả biết nó sống. Mũi tua như trồng thì không phải lấy một nhánh thôi. Người ta con tua cũng ra mua một bịch về trồng nó chết mất. Thôi lấy một nhánh thôi, lấy gì nhiều. Không lấy cái nhánh có nụ này. Đâu? Đây đây, hình như cái đây nó có nụ. À cái đâu cái hàng? Ở đấy. Đấy, cái đó mang nhà. Bắn đắt thế, dưới con tôm 30 bán cái bịch tôm bự. Đúng không, 30 ở đâu mà bịch bự. Ở đấy, để cho nó có về cái hoa mình còn quay chứ. Nhiều khi quay cho nó hay. Rồi.
À, cái thuốc em có thuốc cái gì chế phẩm hồng nguyễn không? Dạ không, em có B1 à. Có Super Thai không? Không có Super Thai luôn. Rồi anh lấy gì nữa không? Chắc thế thôi, cái này nè. Cái gì chưa? Hả? À, thăm hoa nó cái chưa? Cái gì? Cái này anh có chưa? Đâu đen đâu không chồng? Chồng hả? Cái này anh có chưa? Cái đấy là cái gì? Cái này là thăm hoa. Thập hoa có rồi, thập hoa. À, cái kim tím. Đâu? Đây. Ở đây được không? Cái này thì bao nhiêu? Bỏ lên trong em cân. À, này cân cơ à? Cái đó là 1.000. Tiền chắc phải còn tu một thiếu đích nhỉ? Kiểu vuông hôm trước mua rồi, cần gì nữa. Kiểu vàng không mua. Thôi thủy tiên tím, kiểu tím chẳng. Thắm hoa. Thế thôi, chắc mua thế mọi. Đấy thì các bạn, tới đây là đây là phi được vàng, phi được vàng vui rồi, cái này gãy này chả biết trong nó có sống không. Còn cái này là hỏa hoàng cam, đây là hoàng cam mũi tua, nó có cái nụ mua về trong cái này thì trong nó khó, mũi tua thì khó này. Hỏa hoàng cam thì nó cũng như cái cây gọi là rẽ gió thì chắc cũng rẽ sống. Đấy thì tôi mua để đây, xong tôi ghép vào cái gốc cây này. Ồ, thế này mua 3 loại. Đấy thì mua này thì nó mà rảnh tôi ghép vào kia. Thì video này tôi cũng tạm dừng ở đây. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ. Còn cái việc trồng tôi sẽ trồng 100. Đấy, tôi cứ đặt đây.